Chào các cô, các chú, các anh, các chị và tất cả các bác thợ nuôi ong. Hôm nay tại ong ngoại của ong TV tiếp tục kiểm tra trước ngày quay mật để đánh giá được cái số lượng mật có đủ tiêu chuẩn để mai quay hay không. Thì, dự kiến ngày mai quay mật thì trại ong TV kiểm tra trước ngày quay mật. Báo cáo các bác là cái trại ong này thì đã quay vòng trước là cách đây tức là hôm 15 âm, hôm nay là 10, hôm nay 20, được 5 ngày chọn mai quay. Đây là cái cầu chờ bên ngoài các bác, cầu chờ là cơ bản là thu sáp nhưng mà lượng mật nó về quá nhiều, nó đổ gần như đầy căng hết rồi. Cầu thứ hai này, cầu thứ hai thì mật cũng bom cầu luôn. Đấy, về mùa mật này thì đối với ong ngoại thì đa số với những người nuôi ong mà xác định là thu mật thì chủ lực vẫn là sản lượng mật về đấy. Thế còn về cuối vụ bắt đầu mới tăng cường cái thức ăn làm sao để đảm bảo con chúa đẻ tốt. Còn bây giờ là đang lượng quân nó chỉ vừa phải thôi. Thế nhưng mà đa số là quân lao động thì nó mới tập trung được tối đa cái sản lượng mật. Vì những ngày vừa rồi đây các bác xem cầu rất là nhiều mật, hạn chế để ruột để nó lấy chỗ đổ mật các bác ạ. Mai là dự kiến là quay cái trại ong này là 182 đàn, thì như vòng trước là được 1 tấn, gần gần 1 tấn 1. Cái vòng này thì theo dự kiến nếu mà ngày mai thì thì báo cáo bác là cái dự kiến ngày mai là quay được khoảng 1 tấn 2 mật. Nếu mà thời tiết nó cứ duy trì như này thì rất là phù hợp cho con ong. Vì cái đàn ong này thì chúng tôi thường thường là để 56 cầu, cũng có một số anh em thường thường để 7. Nhưng mà thời tiết của những ngày gần đây ngay đầu vụ keo này là rất là nóng. Nhưng không gì thay đổi thì theo dự báo thời tiết là khoảng mùng 4, mùng 5 dương lịch có mưa. Đó, vậy mà anh em ong đang chuẩn bị cái tinh thần đón trận mưa này, ồ ạt đang quay mật. Thì nhân tiện những cái thời điểm mà trời mưa mát trời thì chúng ta lại bắt đầu kích thích ong để đẻ lại, cũng làm sao để duy trì được cái đàn ong thế đàn này. Sau khi mà cuối vụ là cũng giữ được cái nguyên cái số cầu này là tốt, số lượng quân vẫn vẫn đông để đảm bảo mức độ nuôi trùng, nuôi trùng tốt. Đây là cái đàn này thì cầu thu sáp là đã đặt hết rồi, đã xây xong trong vòng 5 ngày được các bạn. Thường thì mỗi một vòng mật là chúng tôi lại thu hoạch sáp. Đáng lẽ ra là như hôm nay là phải cắt, buổi chiều nay là phải cắt trước khi ngày mai quay. Nhưng mà do bận quá công việc không làm hết được thì đây sáng mai là một sáu anh em thì có một người là đứng cái nhiệm vụ là cắt cái sáp này. Thì mai chúng tôi sẽ làm một cái video để các bác xem thực tế về quay mật. Nhưng mà cái video đó có lẽ là phải người kia mới phát được, thì anh em xem để tham khảo thêm. Đây các bác xem những cái cầu mật này, cầu này là cũng có cả mật và cũng có một số, còn một số nhộng đang vít nắp thì chắc là cuối vụ là bắt đầu là nở hết. Cầu này thì là cầu trắng rồi, không có tí trứng tí trùng tí nhộng nào. Cầu này là dự kiến là tầm khoảng 3 cân, khá là nặng, tầm 2 cân 8. Các bác xem là cái sản lượng mật nó rất là lớn. Tôi sẽ làm cái video một số cái đàn ở các góc như thế này thì mai
vòng sau tôi lại cũng chỉ xem những cái đàn như này để các bác so sánh trong một cái thời gian rất là ngắn. Nếu cái thời tiết như thế này thì cái cho ra sản lượng rất là lớn. 100 như vòng trước là của cái trại này, cái số lượng ong này là 182 đàn, mà đàn chỉ có thế 56 thôi đấy các bạn, mà đạt được một gần gần 1 tấn mốt, nhưng mà cái dự kiến ngày vòng ngày mai này là được khoảng 1 tấn 2. Chúng ta xem thêm một đàn nữa xa xa đằng sau. Hôm nay là thời tiết hơi nóng, đây là lúc này là đang dịu rồi cho nên là tôi mới kiểm tra. Nếu Đang mà kiểm tra những thời tiết kiểm nóng tra mặt quá để thì ong mai nó dữ xem có lắm, quay được không mà. vẫn còn một số Có con trang đang lác đác đi làm về. Ông nói lên Đàn này là YouTube xem có à, những phấn ăn rất đi là vớ tốt. vẩn lại gặp à, đúng chú luôn. Hôm nọ chú mới lên video mới. Đọc luôn. Đàn này nó nhiều mật hơn các bạn. Nhiều mật đấy. Nó đổ vào mặt rất là sâu. Rồi, chắc là cứ xem qua như thế này đấy, các bác xem lượng mật nó rất là nhiều. Trong cái video này quay này thôi, nhưng mà để mà thực tế các bác xem cái bộ mật, cái thang gỗ của nó đã là 3 phân rồi. Nhưng mà nó cơi phồng ra như này nữa là rất là nhiều, như cái cầu của cái đàn trước, cầu trắng ấy, là nó chưa có gì lỗ mật độc mật không, hay là nó vào khoảng, tôi ước lượng nó vào khoảng 2 cân 8 đến 3 cân mật trên cái cầu trắng ấy. Những cái cầu này có trùng có nhộng như này là lượng mật sẽ giảm hơn. Rồi thì các bác xem qua như vậy, cái vòng sau tôi lại trước khi quay mật tôi lại cho xem cho các bác xem tiếp, các bác tham khảo cái con ong ngoại này. Cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.